Tin Vatican, trí thông minh nhân tạo cần phục vụ nhân loại. Trong buổi tiếp kiến sáng 25 tháng 2 năm 2019 dành cho 300 tham dự viên khóa học toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thanh Cha nhấn mạnh cần đặt trí thông minh nhân tạo phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống nhóm tại Vatican trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2019 về chủ đề Luân lý đạo đức người máy, con người, máy móc và sức khỏe lên tiếng trong buổi tiếp kiến, đức thánh cha ghi nhận rằng một đàng sự phát triển kỹ thuật giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề không thể vượt qua được cho đến ít năm gần đây và chúng ta biết ơn các nhà nghiên cứu đã đạt được những kết quả ấy. Nhưng đàng khác lại nảy sinh những khó khăn và đe dọa nhiều khi nguy hiểm hơn những đe dọa trước kia khả năng làm được có nguy cơ làm lu mờ người làm và vấn đề làm cho ai. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, máy móc không phải chỉ giới hạn vào việc tự lái, nhưng rốt cuộc nó lái con người. Và Đức Thánh Cha tái nhắc nhở rằng, trí khôn nhân tạo, kỹ thuật người máy và những căn tân khác về kỹ thuật phải được sử dụng để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta thay vì ngược lại như một số thẩm định đã báo trước. Tuyên bố với báo giới, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống cũng khẳng định rằng không có máy móc nào có thể thay thế cho các quan hệ giữa con người với nhau như giữa bác sĩ và bệnh nhân. Ngày nay chúng ta cần một khế ước mới giữa con người và kỹ thuật.